tổ 1 lên sân khấu. Và xin mời toàn thể hội thi của chúng ta cùng thưởng thức tiết mục kịch Tấm Cám. Alo. Giếng này, giếng, giếng, giếng. Lão lắm luôn ý. Hát với con hại lợi luôn hả? Là lợi hại đúng không? Loại cái gì cũng đủ mết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin tự giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới, kiểu tóc cúp bế. Mẹ, xin con cô trong trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta, trả cho mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Chẳng bằng là cắt tóc mày xấu quá, nó không dám lấy tiền. Tao chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu giòn ngắn, giòn dài cái kiểu này. Nó xấu cứ như Leo Thúy phiên bản lỗi về đó. Con làm cái gì vậy? Buồn không? Thôi thôi, mẹ thương, con đừng khóc, con đừng cho mẹ thấy cái cảnh này nhá. Con khóc mẹ đau lòng phải không? Ông bà! Thế tại sao? Thủ tạp! Thôi thôi! Mẹ thương! Mẹ thương! Lời cho mẹ nghe đi! Ai đã làm con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà đó! Thôi mẹ ơi! Mẹ đừng có nóng tính như vậy! Để mẹ đốt! Thôi mẹ ơi! Để mẹ đốt! Thôi mẹ ơi! Để mẹ đốt đi! Thôi! Con đốt rồi! Trời ơi! Bà Cám! Bà là con gái sao bà? Con học mẹ mà, con ơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi, trời ơi. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đã mở lễ hội trộn vợ. Mẹ muốn con đi cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi, nghe qua như sét đánh ngang tai. Thần, thần, thần. Lại con Cám kia, hãy cút ra khỏi đây đi. Thôi, mẹ đừng hát nữa, mẹ hát hại lão luôn ý. Đâu có con, hoàng tử bây giờ là có cái gu là biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con tìm hiểu rồi. Hoàng tử bây giờ là thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Ai nói? Anh nói phải không? Anh cho tôi cái địa chỉ đi. Tôi muốn gái tôi làm con anh, mẹ bỏ ra. Anh nói phải không? Ê! Mày đến đốt cho tao đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Mà mẹ, tại sao mẹ cứ chỉa sói đang sát con như vậy? Mẹ mà cứ như thế con không chỉ cách cơ hoàng tử đâu. Không có con. Con là mà con hồng có đẹp thôi. Tại không có ai dám để bằng cưng. Trời ơi, rối lòng quá. Mà mẹ, thôi mẹ ơi, mẹ con mình đi hội ấy, mình không chỉ hát hay, mình không chỉ mặc đẹp, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy múa hả con? Không, nhảy múa đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ.
Music Hey. Đứng dậy đi, con bảo mẹ lẹ. Mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không hả mẹ? Đương nhiên là mẹ cho. Lối nhà. Tao lối tao cho lối nhà sao mẹ khóc? Con cười mà. Trời ơi, ngồi xuống mà coi lẹ. Rồi khóc cười như một về lẹ, trời ơi. Vì cái cơ mặt của con nó như thế. Mà mẹ, mẹ đừng cho chị Tấm đi nha. Con ghét chị lắm. Đương nhiên rồi con. Có quyền hạ đi chung với con Tấm. Hả? Cái gì? Mẹ nói cái gì sai sai ấy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạ đi chung với con Tấm? Mẹ nói sai rồi. Ý tao là vậy nè. Hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạ đi chung với con Tấm? Tao nói giảm nói tránh và mày muốn tao nói bằng mặt mày luôn à? Mà chị mẹ ơi, chị Tấm kỳ lắm. Tấm thì mày kỳ mới sạch chứ con. Không phải, ý của con là chị Tấm kỳ lạ lắm. Lạ chỗ nào? Mấy bữa nay đi ăn cơm ấy, chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn. Không. Cho chó con. Không. Cho chó mẹ. Không. Cho chó cha. Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao à? Không. Ý con là chị Tấm chị ý giấu bóng. Trời ơi, tôi là tôi nghĩ mấy chục năm nay rồi nè. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào phải phát triển trí thông minh cho mẹ. Con mệt luôn ý. Ý của con là chị Tấm chị đi giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần ư? Dạ. Chắc chắn là con Tấm nó có mưu hãm hại mẹ con mình lẹ. Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bố ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Bây giờ mình phải chị ra với em này bố ơi. Mẹ ơi. Hả? Con cá bống nó ở dưới giếng này nè. Con tránh ra. Mẹ làm gì? Mẹ nhảy xuống. À, cái giếng nó sâu như này mà mẹ nhảy xuống á? Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Thế làm sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bống. Trời ơi, ý tôi là mày nè, tôi nhảy xuống. Nước, sức lạc của tôi, nước nó văng lên. Rồi con cá bống nó văng lên, rồi bà bắt. Chứ làm sao tôi đè chết nó được? Không có đâu mẹ ơi. Nhìn người mẹ to đấy kìa. Mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Bống ơi. Chết rồi, con Tấm nó ra kìa con. Núp đi, mẹ ai lại chéo nghe. Bống ơi, chị ra với em là bống ơi. Ui, bóng của chị đấy cưng quá à, anh em. Tấm ơi, bố trong gì biểu? Chết rồi, mẹ chị gọi rồi. Chị đi à, ai cưng? Lại thế mà. Mẹ nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị Tấm chị nói thế này nè. Bóng là bóng là bóng là bóng. Bang là bang là bang là bang. Bóng xà bang là bóng xà bang. Bán xà bông là mày, mày bán xà bông thôi. Trời ơi, thế bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi, mẹ ơi? À, mẹ nghĩ ra rồi, để mẹ. À. Bóng bóng bang bang lên ạ. Bóng bóng bang 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 bang. Đâm vào bang luôn mẹ ơi. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta chờ ăn cơm hồng cháu ai là người đúng. Ơ, mẹ thật kỳ diệu. Con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Bắt nó đi mẹ ơi. Cái gì? Con bóng nó lên rồi á? Để mẹ. Con là xấu, con là xấu. Cắn mẹ kìa mẹ. Mẹ ơi, con sợ cá xấu lắm. Thế là mẹ ơi.
cá giết mẹ rồi. Hả? Không hiểu. Tại sao chị lại lừa con cá sấu dưới giếng? Ừ, chị lôi con cá sấu. Thế tại sao mỗi lần chị ra chị lại gọi bống là sao? Con cá sấu của chị tên là bé bống mà. Trời ơi, mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Ngủ đâu thế? Chết đâu mà chết, con tớ mày dám hãm hại mẹ con tao, đánh nó. Mẹ à, đánh nó. Phần thi của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tụi mình nhé.